tư thế chiến binh, những bí mật không phải ai cũng biết. Ẩn sau mỗi tư thế yoga là một câu chuyện có thể được tìm thấy. Một số câu chuyện trong số này là những câu chuyện thần thoại cổ xưa có thể phản ánh cho chúng ta thấy những động lực, trở ngại và mong muốn sâu sắc nhất của chính chúng ta. Nguồn gốc của các tư thế chiến binh, Virabhadrasana bắt nguồn từ một câu chuyện cổ về Chúa Shiva. Các tư thế chiến binh minh họa một sự cố xảy ra trên các thiên giới trong một thời gian dài vô tận. Đây là một câu chuyện về tình yêu, sự gắn bó, niềm kiêu hãnh, sự xấu hổ, sự báo thù, bạo lực, nỗi buồn, lòng trắc ẩn và sự từ bỏ. Toàn bộ cung bậc cảm xúc có thể được tìm thấy trong câu chuyện về niềm tự hào và sự biến đổi này. Thần Shiva đã kết hôn với Sati yêu quý của mình và sống trong thành phố vui vẻ, Buga mà ông đã tạo ra. Cha của Sati là Daksha Thea Prajapati, đấng sáng tạo thế giới, người phát triển nền văn minh. Daksha chưa bao giờ chấp thuận cuộc hôn nhân của con gái mình. Ngay sau khi Sati rời khỏi cha để sống với Shiva, Daksha đã tổ chức một bữa tiệc lớn, nghi lễ hiến tế. Ông đã mời tất cả các thành viên của toàn bộ vũ trụ trên trời, tất cả những gì ngoại trừ Shiva và Sati. Công chúa Shakti khăng khăng muốn đến buổi lễ. Nàng thuyết phục thần Shiva đi cùng nhưng không được. Cuối cùng, thần ra lệnh cho một đội quân hộ tống nàng đến chỗ vua Daksha. Khi đến nơi, vua Daksha đã tỏ ra tức giận với công chúa. Ông ta sỉ nhục Shiva và nói rằng nàng không được chào đón. Sati bị tổn thương bởi cha cô từ chối thừa nhận cuộc hôn nhân của cô và chồng. Sati rất đau buồn và bẻ mặt trước cuộc cãi vã công khai này với cha mình. Sau trận cãi vã, Sati cảm thấy vô cùng tổn thương bởi những lời lăng mạ từ chính người cha của mình. Cô đã tự thiêu để phá hủy cơ thể mà người cha ban tặng. Khi tin tức về cái chết của Sati, Shiva, chồng của Sati vô cùng đau đớn. Ngài đã dứt một lọn tóc và vứt xuống đất một cách giận dữ. Lọn tóc này khi chạm vào mặt đất đã biến thành một chiến binh mạnh mẽ tên là Virabhadra. Shiva đã phái Virabhadra đến buổi lễ tế để giết Daksha và tiêu diệt tất cả các vị khách có mặt. Trong truyền thuyết, Virabhadrasana là những tư thế thể hiện những hành động mà Virabhadra làm. Ở tư thế chiến binh 1, Virabhadra đến buổi lễ tế với hai thanh kiếm trong tay. Đây là tư thế vươn hai cánh tay lên cao, mạnh mẽ và tự tin, sẵn sàng cho trận chiến. Trong tư thế số 2, Virabhadra tập trung vào mục tiêu của mình là Daksha. Do đó, khi tập, bạn sẽ mở rộng người và giữ một ánh nhìn đầy mạnh mẽ. Ở tư thế số 3, Virabhadra tìm thấy Daksha và tiêu diệt ông ta bằng hai thanh kiếm của mình. Trong tư thế này, cơ thể sẽ quyết đoán và đầy sức mạnh với hai tay giơ thẳng về phía trước. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.